Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học tổng hợp kiến thức tiếng Anh dành cho học sinh lứa tuổi từ 7 đến 9 của Miss Newley. Yes, chắc là các bạn cũng đang băn khoăn không biết là trong khóa học này thì chúng ta, các bạn nhỏ sẽ được học những kiến thức gì. Miss Jung sẽ giới thiệu một cách sơ lược những nội dung kiến thức mà chúng ta sẽ được học trong khóa học này của Miss Jung nha. Ok, với đối tượng học sinh của Miss Jung là học sinh tiểu học từ 7 đến 9 hoặc là thậm chí 10 tuổi, học sinh lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3 và học sinh lớp 3 muốn học để nắm vững kiến thức tiếng Anh trong sách giáo khoa. Còn học sinh lớp 4, lớp 5 cần ôn luyện kiến thức tiếng Anh trong sách giáo khoa theo chương trình của Bộ Giáo dục và dành cho học sinh tiểu học. Cũng bên cạnh đó, khóa học cũng có thể là dành cho những phụ huynh muốn nắm được kiến thức tiếng Anh bậc tiểu học để tự dạy cho con của mình. Ok? Và mục tiêu của khóa học là gì? Mục tiêu đầu tiên đó chính là phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các bạn nhỏ cũng sẽ nắm vững kiến thức về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh của trẻ từ 7 đến 9 tuổi. Đặc biệt, các bạn nhỏ sẽ được mở rộng vốn từ và các cấu trúc ngữ pháp. Các bạn sẽ viết được câu, đoạn văn theo các chủ điểm ngữ pháp được học. Bên cạnh đó, các bạn cũng được nâng cao kỹ năng nghe và nói đồng thời cùng kỹ năng và viết. Mà quan trọng hơn cả là các bạn nhỏ sẽ rất là tự tin để làm quen với các chủ điểm ngữ pháp khó hơn nếu gặp sau này. Một số chủ điểm ngữ pháp trong khóa học dành cho các bạn từ 7 đến 9 tuổi của Miss Jung ở đây. Ví dụ các bạn sẽ học những cái cấu trúc về giới thiệu tên mình, hỏi tên người, tên sự vật. Hay là các bạn sẽ được học về đại từ nhân xưng, cách sử dụng động từ to be, cách dùng tính từ sở hữu, cách dùng danh từ số nhiều, cấu trúc this, that, this is, that is, cộng với school thing, hay là cấu trúc với have, has got, hay là về so sánh hơn, và còn rất là nhiều các chủ điểm ngữ pháp nữa trong hơn 20 chủ điểm ngữ pháp mà Miss Jung đã tổng hợp từ các giáo trình rất là nổi tiếng trên thế giới, kết hợp cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cộng với speaking trong đó. Ok? Các phụ huynh có nhu cầu có thể đăng ký khóa học tại làmchủtiếnganh.com.vn hoặc liên hệ với số hotline và email hiện trên màn hình. Miss Jung rất mong được đồng hành cùng các bạn nhỏ, khẳng định rõ năng lực tiếng Anh của mình, bồi đắp năng lực tiếng Anh cho các bạn nhỏ và ngày càng tự tin khi sử dụng tiếng Anh khi lên các bậc học cao hơn. Yes, cảm ơn các quý phụ huynh rất nhiều ạ. Yes, thank you.